Cây hồng cổ của bộ vệ đẹp. Bộ vệ như vệ nhạn. Cây hồng kinh, vệ nó ghê bạn. Như vệ nhạn. Cây gốc này 1.6, cách ngắn 1.25. Phát đàn như mình nhìn cái bộ vệ thích không? Ra rất là nhiều tiền chơi vụ vệ. Vụ vệ kinh nhỉ. Cây đẹp, cây côn. Thoát 3.2 m. Trời cho vụ vệ nãy sướng này. Êm là hồng. Đẹp nay với gia đình không bán đi quả kìa. Quả rất xài, chùm chùm, hồng hồng tháng 10. Tán đẹp, cây này quá đẹp, đẳng cấp. Đẹp quá, đẹp bạn. Trồng bệ dễ này, nó nắng quá này, không nhìn bệ này, dễ nó như thế này. Tán nó tròn đẹp. Đây là cái cao 8 m này. Quả xài rúc rích. Quay được hay không? Chặt không thì thấy không quay được. Đấy. Chia sẻ các bạn. Riêng cái bẹ của nó này nó phải 1.5 m. Đánh đầu lấy hết bẹ này. Được 2 m. Ok. Ok. Chào nha.